Hello, xin chào toàn thể các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là tối ngày 9 tháng 6 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là hơn 11 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về để ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn nào chưa ưng sản phẩm nào bên mình, các bạn có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ, thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn sản phẩm mình đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu các bạn là chiếc Nokia 105. Con Nokia 105 này là con này là bản 1 sim. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 200k. Các bạn mua thì mua về tặng cho ông bà, bố mẹ, người thân. Hoặc là các bạn mua gì nhỉ? Các bạn mua về làm máy phụ đen trắng nghe gọi cũng rất ok nhá. Con Nokia 105 này là bản 1 sim. Bên mình đang bán các bạn với giá là 200k, tặng kèm cho bạn là sạc nhá. Thì với 200k các bạn phải chịu thêm tiền ship nhá. Tiền ship thì các bạn phải chịu nhá. Nokia 105 bên mình đang bán các bạn với giá là 200k, rất là rẻ cho các bạn nhé. Đấy. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình lại về tiếp tục được con này là Samsung S7e này. Đấy, Samsung S7e, đấy, Samsung S7e. Thì cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 32GB nhé. Đây mình sẽ xem qua cho các bạn này. Mình xem qua lại xem là bản bao nhiêu GB. Này. Này. RAM 4GB, bộ nhớ trong 32GB. Con S7e này thì hình thức là máy đẹp là trên 90% các bạn nhé. Con này thì máy đẹp là trên 90%. Con này thì là còn zin áp suất các bạn nhé. Này. Con S7e này là zin áp suất nhá. Đấy. Đấy, S7e bản công ty này, con này thì zin áp suất. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 3 triệu đồng nhá. Đấy, S7e. Con này màu đen nhá. Đấy, máy màu đen. Đấy, con này là bản công ty 2 sim 2 sóng nhá. Đấy, bản công ty 2 sim 2 sóng. Đấy, bản công ty 2 sim 2 sóng ạ. Con này thì là máy còn zin áp suất. Bên mình đang bán bạn với giá là 3 triệu đồng các bạn nhá. Đấy. 3 triệu đồng sản phẩm F7e. Con này thì là máy đẹp là trên 90%. Đấy. Tại sao lại F7e thì bây giờ là vẫn đắt như thế này? Tại vì thứ nhất là lúc mà nó ra mời ấy, nó siêu phẩm con này nó tận 30 triệu các bạn nhá. Thì các bạn đừng có nên so bì những sản phẩm mà đời mới bây giờ đâu. Tại vì mới con Vivo này nó chỉ có rơi vào 3 triệu quay về thôi. Hoặc những sản phẩm, nhiều sản phẩm khác, ví dụ như con này đây, như con F9 này. Đấy. Chẳng hạn là ra mới nó chỉ có 7 triệu thôi. Lúc mới nhất 7 triệu nhưng mà lúc mới con này là tận 30 triệu cơ. Đâm là người ta tối ưu rất nhiều cái tính năng vào sản phẩm S7e này. Thực chất là cái màn hình của nó là màn hình cong này. Màn hình cong rất là đẹp. Đấy, màn hình cong rất là đẹp ạ. Màn hình cong rất là đẹp. Nói chung là màn hình thì quá là đẹp luôn. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S7e bản công ty 2 sim này, các bạn liên hệ mình là sớm nhất nhá. Một là qua Zalo. Đây số mình để dùng Zalo. Và hai các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại nhà mình nhá. Và đây địa chỉ cửa hàng nhà mình. Các bạn nào gần địa chỉ cửa hàng mình, các bạn trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng nhà mình. Và tất cả sản phẩm bên mình thì có lỗi được 1 tuần và bảo hành là 6 tháng đến cho các bạn, nên các bạn yên tâm về sử dụng nhá. S7e đấy. Các bạn nào mà đã tin tưởng bên mình trước rồi ấy, thì các bạn có thể là hình thức là chuyển khoản trước. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình ấy, các bạn có thể chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán ấy, các bạn phải cọc phí ship cho mình 50k và 100k tùy theo mức giá sản phẩm. Một là các bạn có thể là chuyển khoản, và hai là các bạn có thể là mua thẻ Viettel để chuyển khoản cho mình nhá. Đấy, và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được hai con Vivo. Hai con Vivo này là hai Vivo Y91C. Y91C thì cấu hình là RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 32GB. Thì Vivo Y91C ấy, thì là cấu hình con này là RAM 2, bộ nhớ trong 32. Màn hình là hơn 6 inch, tràn viền tai thỏ tai chuột, pin thì là hơn 4000. Đấy, 2 sim 2 sóng, một thẻ nhớ. Các bạn thao hồ lưu trữ các bạn nhá. Hình thức là máy đẹp là trên 90%. Này, Vivo Y91C rất là đẹp nhé. Đấy, hai con này. Màn hình giọt nước tràn viền tay thỏ tay chuột đấy, rất là ok nhé. Hai con này thì bên mình đang bán bạn đồng giá với giá là 1.850.000 nhé. 1.850.000 Vivo Y91C đấy ạ. Rất là đẹp nhé, đẹp leng keng nhé. Và năm 2020 thì các bạn là người tiêu dùng ấy, thì bây giờ hôm nay thì mình có đọc được một bài viết ấy, thì là viết ở trên mạng xã hội. Mình đọc ở trên mạng xã hội Facebook, là người mua hàng online bây giờ rất là thông minh và rất là khôn các bạn nhé. Thứ nhất là cái khôn thì không nói, thì vì ai thì khôn thì ai cũng khôn rồi. Nói chung là mua hàng online thì các bạn là rất là người thông minh, không phải là một người mà
thông minh, thứ nhất là thông minh và thứ hai là rất là hiểu biết về, nói chung là mua hàng online. Tại vì biết tại sao là mình lại có bài viết về người online, mua hàng online, thứ nhất là thông minh không và người hiểu biết không. Thứ nhất là mua hàng online thì các bạn là rẻ rất nhiều với sản phẩm. Tất cả ví dụ mà các bạn mua sản phẩm SBE này, bình thường các bạn ra tiệm ấy thì phải hơn 3 triệu đồng các bạn mới mua sản phẩm SBE. Nhưng mà các bạn mua hàng online, các bạn có thể là mua sản phẩm online dưới giá là 3 triệu đồng. Tại vì bán online thì họ hay cạnh tranh nhau. Thì các bạn mua hàng online ấy thì các bạn là người tiêu dùng rất, thứ nhất là rất thông minh và thứ hai là nói chung là rất hiểu biết về công nghệ và tất hiểu biết về mua hàng online nên là rất là sướng nhá. Đấy. Đấy thì mình có tin vui cho các bạn là người mua hàng online thứ nhất là rất thông minh và thứ hai là rất am hiểu về công nghệ thứ nhất và mua hàng online nhé. Tại sao bán hàng online rất là rẻ so với nhiều tiệm? Các bạn bình thường con này bán 3 triệu, các bạn ra tiệm phải hơn 3 triệu cơ. Đấy, mua hàng online thì các bạn rẻ rất là nhiều. Và chế độ thì bảo hành thì cũng như nhau thôi, tại vì mỗi các bạn phải mất mỗi công là gửi đi gửi về thì nó hơi lâu một chút. Thì nói chung là mua online thì rẻ hơn một chút, thì tình trạng máy thì tình trạng lỗi thì cũng không thể tránh được. Đấy. Đấy, tin vui cho bạn là mua hàng online là các bạn là rất là người thông minh và rất là hiểu biết về công nghệ các bạn nhá. Đấy, quá sướng còn gì nữa. Mình cũng chuyên mua hàng online này, mình hay mua hàng online lắm. Người ta cũng hay gửi điện thoại về cho mình lắm, chứ không phải là mình các bạn mua hàng online đâu. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay mình về được hai con Oppo gì nhỉ? Oppo A7 này. Đây ạ. Và hôm nay thì mình về được hai chiếc Oppo A7 ạ. Oppo A7 ạ. A7 thì cấu hình hai chiếc Oppo A7 này thì cấu hình là RAM hai con này là RAM 4GB, bộ nhớ 64GB nhá. Này. Oppo A7 là pin là gì nhỉ? RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB, chip Snapdragon 450 loại 8 này. Màn hình là hơn 6 inch. Tràn viền giọt nước chai thỏ tai chuột. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.500.000 này. Và con này thì là 2.400.000 nhé. Con này là 2.400.000 này. Và con này là 2.500.000. Hình thức con này là đẹp 90% và con này là trên 90% các bạn nhé. Hai chiếc Oppo A7 đấy ạ. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ con này là 64GB nhé. Đấy, màn hình là hơn 6 inch. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A7 này các bạn nhớ đặt hàng mình là sớm nhất nhá. Oppo A7 đấy. Công nhận mình vẫn ưng sản phẩm SBE này. Tại vì thời ngày trước nhận thật các bạn làm RAM quá là nhanh. Nhanh lắm, nhanh mượt lắm. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về là con Oppo F9 này. Đấy, Oppo F9 màu đỏ nhá. Hình thức là máy con này là đẹp trên 90% ạ, con Oppo F9 đấy ạ. Này. Máy đẹp rất là đẹp nhé. Con Oppo F9 này thì cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Này, Oppo F9 đó. Con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 2.800.000 nhé. 2.800.000 sản phẩm Oppo F9 nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo F9 này các bạn nhận hàng mình là sớm nhất. Đấy. Con này thì ngày trước cũng là mới, cũng là 7 triệu đồng này. Đây, mặt lưng kim cương nhá, rất là đẹp nha. Đấy, F9 RAM 4GB, bộ nhớ trong là gì nhỉ? 64GB, Oppo F9 2.800.000, rất là rẻ nhá. Đấy, và tất cả sản phẩm bên mình thì sẽ có báo giá tất. Thì các bạn ưng sản phẩm nào bên mình thì các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình để đặt cọc và mua sản phẩm bên mình cho các bạn nhanh nhất nhá. Đấy, và hôm nay nhà mình buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con 6S Plus ạ. Con này là 6S Plus, con này là bản 64GB nhé. Đấy. Hôm nay nhà mình về được con 6S Plus này. Con này là bản 64GB, bản Mỹ này, 64GB. Con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 3.800.000 nhé. 3.800.000 sản phẩm 6S Plus. Con này thì là máy đẹp 98-99% nhé. Pin con này thì là còn gì nhỉ? Đấy. Đấy. Pin con này thì là còn 90% ạ. À 91% nhé. Pin con này còn 91% đấy, nên là các bạn cứ về dùng nhé, thao hồ đập phá nhé. 6S Plus 64GB. Con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 3.800.000 nhé. 3.800.000 sản phẩm 6S Plus ạ. 64GB rất là rẻ cho các bạn nhé. Pin 91% ạ. 6S Plus 64GB. Bạn nào thích sản phẩm 6S Plus này các bạn nhớ tay hàng mình là sớm nhất nhá. Đấy.
mình cũng bỏ lập trình rồi. Người các bạn là người tiêu dùng, các bạn mua hàng online là các bạn là người rất là thông minh và gì nhỉ, thông thứ nhất là thông minh và thứ hai là rất là am hiểu về công nghệ nhá. Đấy, vừa mua vừa online thì các bạn vừa mua rẻ hơn ở ngoài tiệm rất là nhiều ạ. Tội gì các bạn không mua online đâu. Và có người mang máy về cho các bạn tại nhà, các bạn lắp sim vào test và dùng thôi, không phải coi như là ra tiệm mua cho mất nhiều thời gian cả. Các bạn rất là sướng ạ, mua hàng online bây giờ rất là sướng ạ. Mình cũng mua online luôn, mình không phải đi đâu nhập máy cả, người ta mang về tận nhà cho mình, nhận hàng rồi kiểm tra hàng rồi trả tiền, rất là sướng nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về là con Vivo Y81 ạ. Cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB, màn hình là hơn 6 inch, tràn viền, tai thỏ, tai chuột. Con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 2 triệu đồng. Hình thức là máy đẹp là trên 90% các bạn nhé. Vivo Y81 đấy ạ. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Vivo Y81 này, các bạn đi tay hàng mình là sớm nhất. Cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 2 triệu đồng, rất là rẻ nhé. Máy thì đẹp mà rất là rẻ. Đấy. Rất nhiều máy giá rẻ cho bạn lựa chọn nhé. Đây ạ. Cục gạch này, hôm nay nhà mình có 2 con. Con này thì 500k nhá. Con này là Oppo Neo 5 này, Oppo Neo 5. Đấy các bạn, 500k thay con máy con cục gạch đen trắng nhá. Màn hình con này thì nó có hơi tí hơi nước này nhá. Tại vì con này thì khách cũng đã kiểu người ta thay kính một lần rồi mà. Đấy. Nhưng mà các bạn dùng thì không vấn đề gì nhá. Đấy, 500k con này rất là rẻ nhá. Đấy, thay con đen trắng các bạn nhá. Thì con này thì là gì nhỉ? Con này là Oppo gì nhỉ? Con này là Oppo A11 ạ. Oppo A11 thì con này thì là máy con nội chú con này thì máy con zin khá là đẹp. Con này thì là gì nhỉ? Bên mình đang bán với giá là 600k nhá. 600k đấy, rất là rẻ. Oppo A11 600k. Đấy. Rất nhiều máy rẻ. Đấy, cho các bạn lựa chọn nhá. Đấy, thao đập phá nhá. Tặng cho ông bà bố mẹ người thân nhá. Thao trải nghiệm 500k này, 600k này. Đấy. 200k này. Đấy. Tội gì các bạn mua đâu. Các bạn ngồi ở nhà thì các bạn sẽ có người là ship điện thoại về nhà tận nhà cho bạn, rất là sướng á. Và đây là hai con Oppo A37 ạ. Hai con Oppo A37 này. Con này thì là 1,1 triệu này và con này thì là 1 triệu nhá. Cấu hình con Oppo A37 thì là cấu hình là RAM. Con này là RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Con này cũng là RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Đấy, nhà mình hôm nay về tối nay về được hai con Oppo A37 thì ạ. RAM 2GB nhá, bộ nhớ trong 16GB. Các bạn có thể là mua về tặng cho ông bà bố mẹ người thân rất là tuyệt vời ạ. À, rất là ok nhá. Oppo A37 đấy ạ. À, Oppo F5 này ạ. Hôm nay nhà mình vừa mới về được con Oppo F5. Con này thì hình thức còn khá là đẹp. Con này thì là cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ là 32GB, Oppo F5 này ạ. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1,800k. Hình thức là máy đẹp 90% các bạn nhá. Oppo F5 ạ. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ là 32GB. Bên mình đang bán bạn với giá là 1,800k nhá. 1,800k sản phẩm Oppo F5 đấy ạ. Đấy, có cả vân tay này, nhận dạng khuôn mặt này, các kiểu đại điểu. Đấy, năm 2020 các bạn ngồi ở nhà thì cậu sẽ có người vác điện thoại về tận nhà cho các bạn dùng nhá, rất là sướng ạ. Tội gì các bạn phải mua ra điện cửa hàng mua, mà mua hàng online thì lại rẻ hơn rất nhiều. Đấy. Cộng đồng mạng hôm nay còn khen các bạn mua hàng online là người cực kỳ thông minh và người rất hiểu biết về công nghệ. Các bạn mới mua hàng online. Đấy. Thứ nhất là máy online thì là rẻ hơn. Nói chung là ôi, rẻ hơn rất là nhiều, sướng lắm. Mua hàng online sướng lắm, mình thích mua hàng online. Đấy, rẻ hơn nhá. Con này các bạn ra tiệm phải 2,5 triệu. Đấy. Này, Note 5 con này là 64GB. Hình như con này 64GB hay sao ấy. Con này là quên mất rồi. Con Note 5 này 64GB này. Con Note 5 này là RAM 4, bộ nhớ 64GB. Nhà mình thì còn mỗi một cây các bạn nhé. Con Note 5 RAM 4, bộ nhớ 64GB này. Thì ra các bạn ra cửa hàng thì các bạn phải mua với giá là hơn 3 triệu đồng. Nhưng mà ở với cửa hàng online nhà mình ấy thì mình sẽ bán cho bạn với giá cực kỳ là rẻ. 2,600k. Đấy, rất là rẻ nhá. Lót 5 ạ. Hình thức là máy đẹp là trên 90%. RAM 4GB, bộ nhớ 64GB. Đấy. Có cả bút nhá. Đấy, lót 5 thì có cái bút rất là xinh. Đấy.
biết. Bạn nào thích sản phẩm Lot 5 này các bạn nhận tại hàng mình sớm nhất nhá. 64GB đấy ạ. Rất là ok nhá. Đấy. Chỉ với giá 2.600.000 thôi, rất là rẻ nhá. Mà là máy rất là đẹp nhá. Con Soli XZ1 này hôm nay nhà mình về được con màu xanh này. Máy đẹp trên 90%, con Soli XZ1. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ là trong là 64GB. XZ1 thì trên thị trường đang bán với cửa hàng lớn thì là đang cửa hàng các bạn mua tại chỗ ấy, thì là giá là hơn 3 triệu đồng cơ. Thì các bạn mua ở cửa hàng online nhà mình thì mình sẽ bán cho bạn với giá cực kỳ là rẻ, 2.200.000 nhá. Đấy, con Soli XZ1 cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB, chip Snapdragon 835, hình thức là đẹp trên 90%. Đấy. Thì máy của mình cũng khác, không khác gì máy của các cửa hàng lớn đâu. Đấy, nó giống nhau y đúc thôi. Nhưng mà các cửa hàng lớn thì người ta bán đắt hơn rất là nhiều, đắt hơn gần 1 triệu cơ. Các bạn mua máy mình thì mình sẽ bán với giá cực kỳ là rẻ, 2.2 triệu thôi nhé. Mình sẽ đang thấy rất nhiều trang mạng đang bán với giá là 3.2 triệu, 3.3 triệu đấy. Đấy, sợ quá. Đấy. Tội gì các bạn phải mua đâu. Con Soli XZ này thì bên mình đang bán bạn giá với giá là 2.200.000. XZ1 nhá, RAM 4 bộ nhớ 64GB, rất là rẻ. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình cũng có ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn cũng thích sản phẩm nào các bạn thể nhấc máy lên trực tiếp qua liên hệ qua hai số điện thoại nhà mình, hoặc các bạn nào gần địa chỉ cửa hàng mình các bạn thể trực tiếp qua cửa hàng mình để mua bán giao lưu trao đổi điện thoại cũ mới. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn đang xem video của mình một buổi tối ngủ ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại các bạn clip tối ngày mai nhá.